Hello, xin chào các bạn đã đến với channel của mình. Mình là Quỳnh Đức Minh. Hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn làm event Giáng sinh nha các bạn. Và theo đó và mình review về cách kiếm tượng tím nha các bạn. Đây, tượng chỉ huy vĩ đại. Và đầu tiên thì event đi. Event sự kiện của Giáng sinh thì nó sẽ cho mình thu gom và đánh mang rợ và lấy và thu gom sản xuất ở trong thành phố của mình. Và đầu tiên thì các bạn sử dụng 7.000 ruby của mình để kích hoạt cái khúc bên đây nha các bạn. 7.000 ruby thì cấp 15 bạn sẽ lượm được 10 tượng vàng, 10 tượng cam. Và cấp 25 mình sẽ lượm được 15 tượng nữa là hai mấy tượng rồi. Đó. Khá là ngon nha các bạn. Event này dành cho mấy người cày dữ lắm á. Và hôm nay mình chơi từ 12 giờ trưa cho tới bây giờ là 11 giờ 28 phút thì mình mới được cấp 9 thôi các bạn. Hiện tại mình đang farm, mình bận việc thì mình farm rất là lâu. Còn các bạn nào rảnh thì event này trong vòng 2 ngày là xong. Còn mình phải mất tới 3 ngày lận. 2 ngày rưỡi chứ. Người cày thì 2 ngày rưỡi hoặc 2 ngày. Tùy theo các bạn cày như thế nào nữa. Các bạn sử dụng 4.000 lính xe nha các bạn. Đây, vào nhà pháo nè. Lính xe của mình nè. Lính xe thì các bạn mua lính xe cấp 1 nhiều nhiều vô nha các bạn. Nè. Đó, tốc độ diễu hành của nó rất là nhanh luôn, trọng tải cũng là 20. Và cái này rất nhanh, very fast. Và cái này là nhanh thôi, chậm hơn cái level 1 xíu, nhưng mà trọng tải tăng lên 2 cũng không đáng kể bao nhiêu đâu các bạn. Và cấp 3 thì tốc độ bình thường thì chạy rất là chậm. Nếu mà có người đuổi theo đánh thì các bạn chạy té khói cũng không kịp đâu nha các bạn. Nhất là mấy thanh niên mà cầm cao cao theo nè, mấy thanh niên mà cầm cao cao theo nè, mát là được 10% và Minamoto thì cũng 10% là 20%. Mà cao cao thì lấy men của nó sẽ được cộng tài năng thì nó đi linh động, các bạn chạy cũng không kịp với nó đâu nha các bạn. Nè, 6%, trời ơi, chạy như cái máy luôn đó. Các bạn muốn không chết lính của mình trong khi farm hoặc là thấy địch mà chạy kịp á, thì các bạn mua lính xe quân bao vây 1 nè, farm quân bao vây 3, 4, 5 thì các bạn dùng để công city của người khác nha các bạn. Đó. Thì mình farm ở đây mình lấy 4.000 lính thôi, 4.000 lính xe level 1 để mình farm cái này. Level 4 thì mình farm được 3 đến 4 lần tùy theo trọng lượng trọng tải của mình có được. Thì cái mỏ này mình sẽ lấy 3 lần tại vì tốc độ thu gom mình rất là nhanh, tới 200% lận. Đó, các bạn lấy lính xe cứ mỗi đợt mà trên từ 80.000 bạn thu gom được 80.000 cho tới 100.000 hoặc hơn thì các bạn sẽ được một hộp quà. Có khi bạn sẽ được hai hộp, ba hộp tùy theo hên xui thôi. Event này cũng hên xui lắm các bạn. Thì mình đã test đủ thể loại rồi, mình thấy 4.000 lính là ngon nhất nha các bạn. Mình thấy trên group Rise of Kingdom thì có bạn nói với mình như vậy. Đó, xong rồi nè các bạn. Để mình coi được bao nhiêu hộp nha. Các bạn chờ giây lát. Thấy không, mình lấy 5.000 quân à. Tại tốc độ farm của mình rất nhanh, mình lấy 5.000 farm hết cái mỏ này 3 lần à. Đó, nhận quà. Đây, một hộp Giáng sinh nha các bạn. Rất ok. Farm rất là nhanh luôn, 112.000 lúa thì mình lấy được một hộp quà và mình cho thêm nè. Thu thập. Lính farm của mình mới có nhiêu đó à.
đó mình lấy 17.000, mình lấy 5.000 thôi đó. Diễu hành lấy xe này chạy rất là nhanh nha các bạn, 28 giây. Còn các bạn mà chơi xe level 2, level 3 chạy tới ba mấy giây lận, tốn thời gian thôi. Các bạn ngồi chơi trực tiếp online mà tốn thời gian cũng không có tốt lắm. Đó, xong cái đợt thu gom nha các bạn. Thu gom chuẩn bị cho đêm Giáng sinh. Đây, thu gom trong rừng nè. Đó, cái nãy mình chỉ là thu gom trong rừng nha. Còn thu gom trong thành phố nè, là cái sản xuất. Các bạn mua sản lượng liên tục nha các bạn. Đó, sản lượng sản xuất thì các bạn nhận trong đây cứ mấy ngàn á, mấy ngàn mới nhận được một hộp quà. Còn mình sử dụng mấy trăm thì mình mấy đợt rồi mới nhận được một hộp quà nha các bạn. Đó, sản xuất trong đây khá là lâu. Mình chỉ sử dụng toàn thời gian cho farm ở bên ngoài thôi. Còn về vấn đề đánh Paradian mang rợ thì các bạn cứ đánh thôi, hai ba người đánh một con 20. Tại vì bên mình clan mình khá là yếu. Là 1582 thì server cũng lâu, cũng hơi lâu rồi, cũng được bao nhiêu ngày rồi để mình xem nè. 40 ngày rồi, mình đăng đăng nhập liên tục 40 ngày rồi. Thì đối với bên đây thì mình rất là yếu nha các bạn. Mình phải cần hai ba người để farm con này. Farm càng lâu giữ lô han càng lâu trên mặt trận càng tốt nha các bạn. Là lô han lấy tài năng. Lấy tài năng giữ gìn hòa bình, giảm 10 thể lực. Là còn 40 thể lực. Các bạn đánh 5 con nữa là bạn còn 30 thể lực. Đó. Và các bạn có thể lượm được quà trong đây nữa. Đó. Rất là ngon. Quà này cứ mỗi con mang rợ bạn sẽ được 15 hộp quà cấp hộp quà C. Đó. Với tăng sát thương mang rợ nữa, các bạn lấy con Lohan này làm chính và Kuisunuki làm support nha các bạn. Nó farm rất là nhanh. Nè, ví dụ ngay cái khúc này bạn đánh con này nó sẽ AoE tới con 18 này, là các bạn đánh được hai con một lần và các bạn nhận được hai hộp quà luôn. Mỗi lần Kusunuki nó nổ một cái là các bạn nè, đó ngay đây nè. Hiện tại mình cho lính farm rồi, mình mỗi ngày mình xài full thể lực như đây thôi, mình không có gắn thêm thể lực. Tại vì sau đợt trước mình sử dụng rất khá là nhiều thể lực. Cái đợt gì đánh Uruku á. Đó, mấy ngày trước á, hồi tuần trước chứ. Đó, cái đợt đó mình tốn khá là nhiều thể lực để giúp anh em lên level 50. Đánh 50 level của con quái gì đó. Mình cũng không nhớ tên nữa. Và đến đâu rồi? Đó, tổng quan event Giáng sinh là như thế thôi. Đó, các bạn nhận quà event băng tuyết thì các bạn làm event thôi, nhận được mấy cái cục này để cho cây thông nè, nó trang trí cho cây thông đó để lên level nhanh nhất có thể. Mỗi ngày bạn sẽ được bao nhiêu đó tùy tùy cái nhiệm vụ nó cho mình. Còn đến với tượng tím thì mỗi ngày mình sẽ nhận được một tượng tím nha các bạn. Đó, một tượng tím ở trong VIP của mình, VIP. Và đâu rồi, chờ một tí nha các bạn, nếu mình nhớ nè. Và nhiệm vụ nè, mục tiêu ngày của mình nè. Đó, mục tiêu ngày của mình đạt đến 100 thì mình sẽ được 100 đá quý và 4 tượng tím nha các bạn. Nếu mà các bạn mới chơi thì nhận được một hai tượng, ba tượng. Tại vì mình level 21 nhà rồi nha các bạn. Level tòa thị chính này càng cao thì các bạn sẽ nhận càng nhiều tượng tím nha các bạn. Mình 21 thì mình nhận tòa nhà của mình 21 thì mình nhận được 4 tượng tím mỗi ngày. Nãy giờ tính sơ sơ cũng 5 tượng rồi. Rồi đến phần chiến dịch nè. Mấy ông nội đi vô bang rồi ta. Nào chiến dịch nè, các bạn nhận được thông qua đánh mấy cái này. Level 58 đi, coi thử. Nào. Đó, bạn đánh lần đầu bạn sẽ nhận được dù một sao hay nhiều sao đi nữa thì các bạn vẫn nhận được một tượng nha. Còn không đánh lại thì không có tượng nha các bạn. Nè 53 nè, tượng tím nè.
còn đánh mấy cái khác thì tụm cụ bắp thôi, để dành cho úp thu gom đó. Tượng vàng là khá là hiếm nha các bạn, 3.000, ủa gì, 2.000 ruby, 2.000 ruby mình sẽ được một tượng vàng, nhưng mà mình không có mua được, mình tính giá thôi chứ mình không có mua nổi. Cái event sự kiện kia thì cũng cũng 50.000 ruby, với lại 50.000 ruby khá là nhiều nha, 25 tượng vàng nhân cho 2.000 ruby, 50.000 rồi nè. Mỗi ngày các bạn vào shop VIP của mình, VIP của mình lại mua cái này nha, mình khá là tốn nha các bạn, nhìn tuần nào mình cũng phải mua, tại lúc đầu mình đâu biết chơi đâu, mình đâu có ủ ạt đâu, mình coi mình chơi xong rồi mới biết OneRise có chỉ hướng dẫn ủ ạt, còn mình bó tay rồi, giờ mình lỡ chơi rồi thì mình không có ủ ạt nha các bạn, ạt này mình nạp thôi không có ủ ạt đó. Và phần chiến dịch thì ở trong đánh ải là nó có như đó, còn đánh cái này còn mua vô vào shop vào shop thì mình mỗi ngày mình có một lần mới, ui xém chút nữa nhấn rồi. Mỗi ngày mình làm mới được một lần thì mình sẽ kiếm mấy cái mảnh đó, các bạn kiếm cái mảnh nào phù hợp cho tướng của mình nha, tùy các bạn muốn chơi tướng nào chơi, thì các bạn có coi clip quan rise rồi hướng dẫn chơi mấy tướng kèm theo rồi, thì mỗi mỗi 3 ngày nó sẽ xây tua một con tướng trên đây nè, có ngày nè, hiện tại mình đã qua 2 ngày rồi thì nó xây tua tướng trên đây, các bạn mua miễn mua bằng huy chương nè, huy chương có ghi kiếm màu vàng nè đó, mua hoài luôn nha các bạn, mua đến khi hết cái này thôi, mình nếu mình mua được 31 tượng, nhưng mà mình không có cần con này support, mình không có cần con này nữa nên mình không có mua, mình chỉ mua ngôi sao vàng ở trong đây thôi, tại vì ngôi sao vàng của mình khá là hiếm. Ngôi sao vàng nếu mình chơi phi á, ngôi sao vàng nó chỉ mua được trong đây thôi nè, nó chỉ mua được trong đây thôi, còn ngôi sao tím thì các bạn làm mục tiêu ngày, cái nãy mình chỉ kiếm được tím á đó, ở trong đó cũng có, và các bạn thích không đủ thì các bạn mua trong đây, nhưng mà các bạn mỗi tuần phải mát hai cái này, các bạn nạp thì mua mấy cái tài nguyên này hết, mua tài nguyên này hết rất là ngon nha nè, với lại mua thăng tốc 8 giờ nữa, mình không có đủ tiền để mua luôn hồi tuần trước mua được, tuần này nghèo rồi. Và bước ra Atlas nha các bạn, bước ra cái Atlas nè, tinh túy của game là nằm ở đây, các bạn ủ ạt đồ á là tinh túy nó nằm ở đây, còn không ủ ạt tinh túy vẫn nằm ở đây nha. Hiện tại mình đang khá là cái máy mình đang chơi laptop thì mình chưa có cắm điện, hiệu suất nó còn kém lắm, cắm điện vào nó mượt như cái máy vậy đó, cái máy nó mượt vậy đó. Và các bạn tích vào thám hiểm nè đó, chết bà mình lấy hết mẹ rồi, ôi chờ mình tí nha các bạn. Ủa. Căng à đây nè, oh shit đó, hang bí ẩn à, mình gọi này hang động thôi, hang bí ẩn kệ bà nó đi à, thăm dò thì các bạn gửi lính trinh sát đến thăm dò nha các bạn, cấp độ kho báu cao, cái này có chữ cao nè, là các bạn nhận được tượng tím hên xui, cái đó mở ra cũng nhận được tượng tím hên xui và tăng tốc nha các bạn, cái mấy cái hang này rất là ngon nha, và chìa khóa vàng nữa, mình từng lấy được chìa khóa vàng tăng tốc với lại tượng tím, mình mở 3 hộp cao ra được 3 tượng tím với 2 chìa khóa vàng hồi bữa, khá là ngon. Ồ, hiện tại hết rồi, hiện tại mình cắn hết rồi,
mình cắn hết mấy cái hầm này rồi, tại vì mỡ nó ngon quá mình không có kìm lòng được. Đó, cái tinh túy là nằm đây. Đó, các bạn có thể kiếm xiên á, thì các bạn kiếm mỗi ngày, các bạn ủ ạt rồi họ tượng tím cả đống luôn. Các bạn có bay á, có cái biến là tân thủ á, mới vô nó cho 10 ngày á, thì các bạn ủ ạt thì các bạn biến đi được một quốc gia khác. Mình đang 1582 thì mình sẽ biến qua một một cái server cũ nào đó hoặc là mới để mình lấy thêm hang động, để mình mở ra lấy thêm hang động. Rồi xong các bạn bị chừa một cái để các bạn ủ ạt, là các bạn biến qua cái server mới nhất các bạn muốn chơi đó. Nhưng mà các bạn có thời gian là 10 ngày thôi nha. Ủ ạt thì qua clip quen rai coi nha các bạn. Mình cũng không có rõ về cái vấn đề ủ ạt này đâu, tại vì mình là người chơi, mình chơi game này lần đầu tiên luôn nha các bạn, nên mọi sự đều không hiểu cho lắm. À, các bạn nhớ cắn sản lượng và tốc độ thu gom 50% vào đó, làm event rất là nhanh luôn nha. Rồi, ok, clip đến đây của mình là hết nha các bạn. À khoan, mình có thể tăng cái hiệu suất của BlueStacks đối với anh em Android mà trên BlueStacks ở trên PC hoặc là laptop như mình đang chơi laptop. Với con PC của mình RX 1060 gì? Cái GTX 1060. Cái màn hình GTX 1060 đó. Còn mình đang live ở trên laptop. Nè các bạn bỏ hai dấu tích này đi, nó sử dụng cái card đồ họa của mình. Còn nếu mình bỏ hai cái này nó sẽ sử dụng toàn bộ máy của mình, giống như cày trâu rồi các bạn. Đó, các bạn có thể chỉnh. Đối với laptop thì nó sẽ có cấu hình chỉnh như thế này nha các bạn. Còn nè, các bạn có thể chơi 4 CPU luôn đó, hoặc là các bạn có thể chỉnh custom để bạn chỉnh. Đó, 4 CPU khá là mạnh luôn nha các bạn, dữ liệu đồ ngon ngon lành. Nhưng mà các bạn lưu ý là các bạn đừng có treo sáng tới chiều nha. Treo sáng tới chiều thì dung lượng nó sẽ đầy, dữ liệu kép của nó đầy, với lại dữ liệu thường của nó sẽ đầy thì nó sẽ lắc. Thì các bạn out ra mỗi 2-3 tiếng nếu muốn máy mình xài hoài. Nếu máy bạn xài ngon thì các bạn sẽ chơi game lâu dài hơn. Này giống như cày trâu rồi các bạn ơi. Đó, tổng quan là như thế các bạn. DPI này các bạn chỉnh xuống 160 thôi, nó không hiện cái icon ở đây nữa nha. Mấy cái icon ở trong chat mẹp ở trong đây, với lại chat thường ở trong group clan đồ á, là nó sẽ không hiện icon nữa, tại vì cái chế độ này rất là thấp rồi. Đây, cài đặt. Ủa, tự nhiên cài đặt chung đó, các bạn chỉnh đồ họa của mình thấp nhất nha, để các bạn chơi game được mượt hơn. Tại hiệu suất của máy Lenovo này của mình i520 thì nó sẽ yếu, nó sẽ khá yếu, tại vì mình chưa có cắm sạc vô thì nó sẽ rất là yếu nha các bạn. Còn PC thì khỏi nói rồi, khá là mạnh luôn, mạnh gấp mấy lần con này luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy hay like và subscribe cho mình nha. Cảm ơn các bạn.